là người con của Hà Nội, phần lớn thời gian công tác trên địa bàn thủ đô, lại có khoảng thời gian khá dài giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiểu rõ và đặc biệt coi trọng văn hóa Hà Nội trong cái nền văn hóa dân tộc và mặt bằng văn hóa chung của đất nước. Đó là vai trò hội tụ, tinh hoa, tiêu biểu, dẫn dắt. Từ năm 2000, trong nhiều chương trình công tác của Thành ủy, lĩnh vực văn hóa được chú trọng đề cao. Dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, hàng loạt chương trình sự kiện chấn hưng văn hóa được triển khai. Với vai trò người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội, ông tỏ rõ quan điểm: đừng đặt mục tiêu Hà Nội là trung tâm kinh tế hàng đầu, nhưng văn hóa phải là hình mẫu, là hàng đầu của cả nước. Đồng chí nói một câu rất giản dị thế này thôi: làm văn hóa vô cùng khó. Mỗi một nhiệm kỳ chúng ta nhích lên được một chút là đã là tốt lắm rồi. Vậy thì phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, nhưng mà phải thiết thực. Vậy làm thế nào để thiết thực? Suy nghĩ từ nội dung, vấn đề, tổ chức, thực hiện, đừng làm theo kiểu phong trào. Làm phong trào thì chúng ta mới chỉ được cái bề mặt thôi. Cái cơ bản nhất là chúng ta đi vào chiều sâu. Và chiều sâu đây là vấn đề con người. Cho nên làm sao để tất cả mọi người cùng tham gia. Đảm nhận nhiều vị trí công tác trọng yếu của Đảng và Nhà nước, dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Văn hóa không còn là một lĩnh vực đứng ngoài, đi bên cạnh các lĩnh vực khác của đời sống, mà được thẩm thấu vào các lĩnh vực khác, cả trong các hoạt động kinh tế, chính trị khác và trong đời sống nhiều mặt, trở thành một chỉ số về mức độ phát triển của xã hội. Từ những định hướng chỉ đạo cụ thể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trải qua nhiều kỳ đại hội Đảng bộ, với phương châm kiên trì, bền bỉ, hiệu quả lâu dài, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã không ngừng tổ chức triển khai, tạo bước đột phá, điểm nhấn trọng tâm, khơi thông dòng mạch cho nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người thủ đô. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Vận dụng sáng tạo quan điểm của Tổng Bí thư, thủ đô Hà Nội đã xác định đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững thủ đô. Nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển văn hóa con người thủ đô được quan tâm và tăng cường. Công tác xây dựng và phát huy hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người thủ đô đáp ứng yêu cầu phát triển được triển khai bài bản, có trọng tâm trọng điểm. Công tác phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, quốc phòng của thủ đô. Trong chương trình công tác toàn khóa của các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố, luôn luôn dành ra một chương trình công tác riêng về vấn đề phát triển văn hóa và xây dựng con người Hà Nội thanh lịch văn minh. Đây cũng là quán triệt quan điểm của Đảng cũng như của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc phải phát triển văn hóa song song với vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước đã ban hành và tổ chức thực hiện một nghị quyết chuyên đề của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa. Mọi công việc của thành phố đều hướng đến vì quyền lợi của người dân. Đây cũng là cái sự chỉ đạo, sự mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như của tập thể Bộ Chính trị thông qua nghị quyết 15 đối với thủ đô Hà Nội. Tầm quan trọng của văn hóa luôn là vấn đề được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong những lần tiếp xúc với cử tri tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, văn hóa là nguồn sống, nguồn động lực phát triển Hà Nội, phải giữ bằng được những di sản văn hóa cha ông để lại, cần khơi dậy tinh thần tự hào, tình yêu, trách nhiệm với Hà Nội. Hết sức chú ý vấn đề văn hóa, đi đứng ăn uống, đối xử với nhau như thế nào là có văn hóa. Chứ văn hóa cái gì là to tát đâu. Giữ cho được những cái di sản văn hóa cha ông chúng ta để lại đây. Biết bao nhiêu di sản văn hóa, lịch sử phải giữ gìn, phải bảo vệ. Đấy là cái nguồn sống, là cái nguồn động lực và cái trách nhiệm của các thế hệ đi sau, từ nay mãi mãi về sau đều phải giữ cho cái truyền thống đó. Thủ đô chỉ có một thôi, các tỉnh thì có nhiều lắm. Tất nhiên mỗi tỉnh người ta cũng có cái
đặc thù riêng, đặc điểm riêng, nhưng Hà Nội thì không nơi nào có được. Vẻ đẹp chẳng nơi nào có được, tự hào là người thủ đô. Vận dụng sáng tạo quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã và đang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa, coi văn hóa là động lực để phát triển kinh tế xã hội, trong đó nhấn mạnh vào việc xây dựng, phát triển người Hà Nội thanh lịch, văn minh, để Hà Nội xứng đáng là trái tim của cả nước.